Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Đây là video của ngày 8 tháng 5 năm 2021, giới thiệu với cả các bạn về các mẫu ghế massage hiện đang có tại Ngọc Japan. Đây hoàn toàn là những mẫu ghế massage mình vừa mới bóc ra nhé. Thì lúc trước mình có cái video là quay cái cảnh anh em bóc ghế ra rồi. Thì đây là hoàn toàn những chiếc ghế mà đã chưa qua vệ sinh nhé. Thì đầu tiên giới thiệu với các bạn là chiếc MA70. Đây, một chiếc MA70. Đây là những chiếc ghế mà vừa mới cập bến tại Ngọc Japan, nhưng hoàn toàn là chưa vệ sinh cũng như là chưa gì hết nhé. Và các bạn đã thấy là cái độ đẹp của ghế như thế nào. Đây là chiếc MA70, phân khúc trên 40 triệu đồng. Đấy, đây là một trong những mẫu mà kế thừa tại của Pala EP7000. Đấy, các bạn thấy mẫu này có cái vân carbon rất là đẹp. Tiếp theo giới thiệu với cả các bạn chiếc thứ hai là chiếc Latinola 3500. Đây là một chiếc từ năm 2007 nhé các bạn nhé. Đây là năm 2007 đây, như các bạn thấy này, catalog này, miếng hướng dẫn này, tay khiển các thứ còn đầy, rất là đầy đủ. Và phải nói là chiếc này cực kỳ đẹp nhé, từ năm 2007 đây các bạn có thấy này, độ đẹp của nó dựa qua cái nỉ này này. Đây là mẫu ghế về mà bên mình còn chưa hề vệ sinh đi một chút nào nhá. Đấy thì các bạn có thể thấy cái độ đẹp của chiếc ghế Latina 3500. Tiếp theo nữa là giới thiệu với cả bạn là chiếc 043 Panasonic 043. Đây là mẫu đây 043. Đây là cái mẫu khá nhỏ gọn và nhìn cái màu này ở ngoài rất là đẹp, nó sạch. Màu này trông thế thôi rất là sạch. Màu này ở ngoài nó lại màu hơi hơi be be hồng hồng sữa sữa. Ở đây là chân của nó nhé. Chân các bạn sẽ có thể cho chân ở ra đây. Đấy, đây là một trong những điểm rất là hay của cái chiếc 043 này. Tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc 4600. Thì bản này là bản 4600 này, nó là SKS 4600. Thì bản này là bản có sưởi. Đây nó có cái tấm sưởi đây. Đây, còn một cái gối ở đây nữa nhé, nhưng mà mình chưa cho lên. Đây là mẫu phân khúc trên 30 triệu đồng. Đây, mẫu này rất là hay này. Và tiếp theo nữa là một chiếc, đây là chiếc 730. Đây, các bạn thấy này, ghế của mình đây là hoàn toàn vừa mới về nhé. Chiếc này thì nói cũng khoảng độ tầm gần 30 triệu đồng. Đấy, còn đây nữa là chiếc 730 tiếp theo. Đấy, các bạn có thể thấy rất đẹp. Còn đây, một chiếc này cũng khá là ấn tượng này. Đây là chiếc EP7000. Đấy, đây là chiếc EP7000. Đấy, các bạn nhìn cái độ mới của nó xem. Đây, hàng này thì là những hàng mà mình đã chọn lựa rồi, nên là các bạn cứ an tâm là về vấn đề đẹp. Đấy, cái này có cái tay gỗ rất là đẹp nhé. Con này rất là trường ghế, có bóp bả vai rất đầy đủ. Đây là một trong những bản đầy đủ của Panasonic. Mẫu này thì trước mẫu MA70. Đây, mình thích cái tay gỗ và thích cái bóng dáng của con này, ngồi nó rất là trường. Còn đây là chiếc 2650 Furikyo 2650. Đây các bạn có thấy độ đẹp của ghế này. Đấy, chiếc này phân khúc trên 20 triệu, cũng là một trong những sự lựa chọn tương đối là hoàn hảo cho những người có nhu cầu về ghế massage ở một cái mức độ tiêu chuẩn. Con này thì không có bóp vai. Đấy, còn đây cũng là một trong những mẫu mình chia sẻ khá ấn tượng, đó là chiếc AS850. 850 này thì da của nó hơi sần một chút, da nó hơi sần sần, nó giống những dòng 960, 970. Thì đây các bạn có thể thấy này. Đấy, đây là con 850. Đấy, cái này có cái chân rất là hay nhé. Tiếp theo nữa đây là con Famini FMC. Con này là Famini VKU 110. Còn đây là chiếc 205 này các bạn này. Đấy, 205 nhé, một chiếc của Famini. Và đây là một chiếc Na 3500. Chiếc này thì mình đã chuẩn bị giao đi lên Việt Trì, Phú Thọ. Một anh khách đã đặt hai chiếc này. Và đây là một chiếc 73840, một trong những mẫu ghế cũng tương đối hay.
thì mình đã có video giới thiệu trước rồi. Thì trước này thì cũng chiều nay thì cũng đã đi Hải Phòng, đã có một anh ở Hải Phòng đã chốt chiếc ghế đây rồi. Còn đây là chiếc 3515, cũng là một bản tay gỗ nhé. Bản này là bản trước của EP7000. Đấy, bản này thì không có bóp vai. Đây các bạn thấy đấy, không có bóp vai. Nhưng cũng có tay gỗ, cũng là tương đối khá đẹp. Mẫu này là mẫu trên 20 triệu đồng. Đấy. Thì đây là cái video mình giới thiệu với cả các bạn về ghế massage nội địa Nhật hiện tại đang có tại Ngọc Sapa. Chiếc 2650 này cũng là một chiếc khá ấn tượng. Chiếc này còn là phân khúc trên 20 triệu đồng. Thì đây là cái lô ghế mà hiện tại đang có tại Ngọc Sapa. Bác nào có nhu cầu về ghế massage nội địa Nhật và mong muốn tìm được một nơi có uy tín cũng như có những sản phẩm lựa chọn cùng với cả chế độ bảo hành và chế độ hậu mãi tốt nhất thì các bạn hãy liên hệ với Ngọc Japan. Bên Ngọc Japan thì chuyên về các dòng ghế massage nội địa Nhật. Các bạn có thể theo dõi các video của Ngọc Japan để có thể biết thêm được nhiều kiến thức hơn về ghế. Sau đó các bạn chỉ cần điện cho Ngọc Japan, Ngọc Japan sẽ giúp các bạn, tư vấn giúp các bạn để các bạn lựa chọn được cái mẫu ghế phù hợp nhất đối với mình. Thân ái chào tạm biệt các bạn.